chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một cái thiết bị thường được dùng trong các cái nhà máy lớn, đó là máy cắt không khí ACB. Thì trên hình ảnh các bạn vừa thấy đây là một máy cắt không khí của hãng Schneider. Thì máy cắt không khí này có nhãn hiệu là Masterbatch NW08H1. Thì cũng như video trước chúng tôi đã công ty chúng tôi đã giới thiệu, thì cũng có một cái máy cắt không khí thì kèm luôn một cái chassis thì để kéo vào ra trong các cái tủ điện. Thì hôm nay là một cái thiết bị khác của hãng Schneider, thì là máy cắt không khí nhưng mà không có cái chassis, thì để kéo vào giữa các cái giữa trong tủ điện. Thì cái phương pháp hoạt động của cái máy này thì chúng ta có thể thấy, thì để hoạt động được thì máy chúng ta cần phải sạc cho máy. Thì đây thường là chúng ta sẽ gạt bằng cần gạt. Thì thường để gạt cái máy này thì chúng ta sẽ gạt khoảng 7 lần của máy. Thì ta thấy là sau khi gạt xong thì máy sẽ hiển thị cái nút OK để báo chúng ta đã nạp xong và chuẩn bị, nếu chúng ta muốn mà kích để cho đóng điện, để cho hoạt động thì chúng ta nhấn nút ON. Thì lúc này khi nhấn vào thì có khí động quá là lớn để báo hiệu là kích điện bên phía sau của máy đã được hoạt động. Thì sau đây mình sẽ xin phép là nhấn nút ON. Thì chúng ta thấy là sau khi mà hoạt động thì nút ON sẽ được bật lên và hiển thị chế độ là kích điện phía sau đã được bật. Còn để xong quá trình hoạt động mà chúng ta muốn cắt ngắt hệ thống điện ở phía sau thì chúng ta sẽ nhấn nút OFF để ngắt cái tiếp điện ở phía sau để cắt cái nguồn điện mà chúng ta hoạt động. Thì sau khi chúng ta tắt xong thì sẽ hiển thị chế độ OFF, tức là để thể hiện là máy đã cắt cái tiếp điểm cung cấp điện. Thì đi kèm theo máy là một bộ microcontroller. Thì với cái bộ này chúng ta có thể là để cho cái hệ thống hoạt động, ví dụ như chúng ta có thể là đặt các thông số, ví dụ như là về là điều chỉnh nhiệt, như là các cái chế độ nhắc để mang cho hệ thống hoạt động một cách là thật là thông minh. Thì với cái máy Masterbatch NW08H1 thì có các cái thông số rất là chúng ta phải rất là nhiều quan tâm. Thứ nhất là về cái điện áp cách điện, điện áp cách điện định mức ở đây là 1000V. Thì song song đó là cái điện áp chịu xung định mức tới đến 12000 kV. Thì điện áp làm việc định mức ở đây này ta thấy là từ 220 đến 440 hoặc là 408 đến 690. Thì song song đó thì cái dòng khả năng cắt được dòng định mức tương ứng với hai cấp điện áp làm việc này là 65 kA. Thì ta thấy là đồng thời thì ta thấy là cái khả năng cắt được dòng định mức ICU nó sẽ bằng gần ICU. Thì sau hôm đó là cái dòng cắt được cái dòng định mức ở đây là ICS sẽ bằng gấp là 100% ICU, tức là khả năng cắt dòng của đây là khả năng cắt được dòng chóng mặt ở đây là sắp xỉ luôn cái ICS sắp xỉ luôn cái phần cắt dòng định mức ở đây. Thì đồng thời thì khả năng chịu được dòng ngắn mạch của tiếp điểm trong thời gian ở đây là 65 kA trên 1 giây, tức là cái khả năng mà cắt được dòng ngắn mạch của tiếp điểm này là chịu đến là tới 65 kA trong vòng 1 giây. Thì ngoài ra ta có thấy các thông số khác như là điện áp làm việc ở đây là 690, hoặc là thì có cái dòng chịu được trong lúc làm việc là 800 A. Thì đây là một cái máy cắt không khí, một lần những cái thiết bị mà đặt lên cái tên tuổi của cái Schneider. Thì trên đây là chúng tôi vừa giới thiệu cái máy cắt không khí của hãng Schneider. Thì mọi chi tiết cũng như là lắp đặt thiết bị cũng như mua sắm trang thiết bị thì các bạn có thể liên hệ với công ty của chúng tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ và đo lường Ino.